Một mẫu xe mà có thể nói là vô đối ở trong phân khúc, vì nó sở hữu một viên pin 20Ah và tốc độ lên đến tầm khoảng độ 54 km/h. Thì đây chính là một mẫu xe mà để các bạn vượt mọi chướng ngại vật và dẫn đoàn ở trong các cái cung đường khi mà chúng ta chạy đường dài. Giới thiệu với các bạn, đây là mẫu xe Zenbu M10 Pro phiên bản nâng cấp. Chúng ta có gì ở trên mẫu xe này? Chúng ta sẽ có một cái đèn còi tích hợp. Đèn này khá là sáng nhé các bạn nhé, rất là sáng luôn, và có còi tích hợp luôn ở trên này. Chúng ta có bộ phuộc giảm xóc này. Đấy, giảm xóc bằng dầu. Có bộ phanh dầu này các bạn này. Và đặc biệt hơn nữa, các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có một cái bộ dè chắn bùn khá là mới mẻ. Chiếc dè chắn bùn này ấy, nó thiết kế rất là hay. Các bạn có thể nhìn ở gần đây. Đấy, đây là cái tai để chúng ta bắt vào. Các bạn gần lưỡi lại. Đó, đây là cái tai của chúng ta bắt vào này. Ở đây nó có một cái tay ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy độ chắc chắn không? Cực kỳ chắc chắn này, các bạn nhìn này. Đấy, cái chắc chắn như này để đảm bảo an toàn nhá. Khi mà đi thì rung nó sẽ không cà vào bánh nhá. Đó, và đây là cái dè bằng nhựa. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Phanh thì là phanh dầu này. Logan đúng không? Đĩa là 160. Rồi chúng ta có tiếp nữa là cái khối pin ở đây này. Các bạn nhìn thấy khối pin ở chữ Zenbu này. Đấy, cả một khối pin này luôn, dài này luôn, từ trên này xuống dưới luôn, ở dưới này luôn này. Khối pin này là khối pin 20Ah và cho các bạn quãng đường di chuyển lên tới gần 200 km nếu chúng ta đạp trợ lực điện. Và nếu như chúng ta vặn thuần ga thì nó sẽ đi được tầm khoảng gần 100 km. Cái phuộc dầu, cái phuộc lò xo ở đây. Chúng ta nhìn ở đây, các bạn nhìn này. Mình có thể mình nâng này, mình nâng hạ được này, mình xoáy ở đây này. Đấy, mình xoáy như này thì nó sẽ, cái độ cứng nó sẽ khác nhau và cái độ êm nó sẽ khác nhau. Đấy, các bạn nhìn này, khi mà chúng ta hạ xuống này, này thì nó êm hơn này. Đấy, rất êm này. Đấy, các bạn thấy không, mình ấn nhẹ một cái thôi mà đã êm này rồi đúng không? Đó, nó trang bị được thêm, nó có chữ M10 Pro. Đây là phiên bản khác biệt nhất, nâng cấp nhất mà chúng ta nhìn thấy. Ở trên thị trường thì hiện tại là chỉ có phiên bản Zenbu M10 thường thôi. Và đây nó có trang bị thêm cái rè ở phía sau rồi này. Bắt vào rất là chắc chắn luôn các bạn nhé. Ở trên phiên bản M10 Pro hoặc phiên bản cũ ấy, thì cũng không có gác ba ga, mà chúng ta sẽ phải lắp ngoài cái gác ba ga này. Đấy, cái gác ba ga này mình sẽ lắp ở bên ngoài. Khi mà chúng ta lắp gác ba ga vào ấy, thì nhìn tổng thể của chiếc xe nó sẽ khá là cân đối và hài hòa. Đồng thời mình cũng thể trang bị thêm được một số những cái phụ kiện, ví dụ như những cái túi ở hai bên sườn này chẳng hạn, hoặc là túi ở phía trên này chẳng hạn. Những cái túi này thì chúng ta đựng được khá là nhiều đồ nhá các bạn nhá, và rất là chắc chắn. Đấy, chúng ta có thể bỏ ra cũng được, chúng ta có thể lắp vào cũng được, tùy thích. Khi mà chúng ta khóa lại thì đồ nó sẽ nằm ở bên trong này luôn và không bật được ra luôn, rất là ổn định nhá. Ngoài ra ấy, thì chiếc này ấy, nó có thể nâng hạ được cái yên này lên này, các bạn nhìn này. Đấy, mình nâng hạ được yên này lên, cho nên là một người cao tầm khoảng độ từ 1,5 m đến 1,8 m đều có thể đi được chiếc này thoải mái nhá. Đấy, mình điều chỉnh được các cái góc lái. Đấy, các cái góc lái ở đây này, điều chỉnh được cái pô tăng này, nâng hạ được, cũng khá là hay, cũng khá là tuyệt vời. Đối với khối động cơ 750W này và pick được lên tới tầm khoảng 1000W thì cho chúng ta một cái tốc độ ở cấp độ số 9 chẳng hạn thì chúng ta lên được tới tầm khoảng độ 54 km/h. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở trên hình, mình vặn ga một cái thôi là nó đã lên đến 54 km/h. Đấy, các bạn nhìn trên hình này. Đấy, ở số 9 này, các bạn nhìn thấy không, lên đến 54 km/h, rất là hay đúng không? Đấy, tốc độ như này thì các bạn có thể di chuyển thì nó rất là thoát xe rồi. Và theo mình, đối với một chiếc xe đạp mà đi với tốc độ 54 km/h này ở trong môi trường đô thị là khá mà là nhanh. Ngoài ra thì các bạn đi được ở các cái cấp số thấp ấy, thì nó sẽ an toàn hơn. Và luôn luôn chúng ta phải chủ động trong cái vấn đề về tay phanh. Mình thấy là khi mà bóp phanh ấy, thì cái chế độ an toàn ở trên này nó sẽ hoạt động và nó sẽ ngắt động cơ. Bất kỳ các bạn bóp phanh trái hay phanh phải này, nó đều ngắt động cơ và nó không ra lực cho động cơ nữa. Vậy là các bạn rất an toàn khi chúng ta di chuyển trên đường, hoặc trong trường hợp mà chúng ta có luống cuống và chúng ta vặn ga đi chăng nữa, khi bóp phanh rồi thì nó cũng không đi này. Đấy, khi mà chúng ta nhả phanh ra này, đó, rất là an toàn nhá. Ngoài ra thì các bạn có cái bộ chuyển số.
Cái bộ chuyển số này ấy, thì là bộ chuyển số của Đài Loan. Đấy, nó có 3 tầng đĩa này. Các bạn nhìn này, đây là số 1 này. Số 1 này. Đấy. Ở giữa là số 2 và ở bên cạnh là số 3. Thì ở số 3 này ấy, thì các bạn sẽ có 3 cái tầng đĩa ở đây. Đây là 1 này, 2 này, 3 này. Đấy. Các bạn muốn lên nhá, lên tầng này, lên tầng số 3 này. Đấy, thì các bạn giữ này. Đây này, các bạn nhìn nó chuyển này. Các bạn nhìn chuyển này. Đây, nó sẽ chuyển lên này, đến tầng số 3 này. Đấy. Nhanh chưa? Các bạn thấy không? Và khi mà chúng ta để chế độ trợ lực điện ấy, thì nó kích hoạt ngay trong vòng khoảng 3 giây là nó đã vút đi lên rồi. Nên là các bạn kiểm soát nó thật tốt cho mình nhá. Động cơ 750W ấy, thì tương đương với cả một mã ngựa. Tức là nếu như các bạn mà trèo lên chiếc xe này thì các bạn tương đương các bạn là đang cưỡi trên một chú ngựa. Và nếu như mà các bạn mà kiểm soát nó tốt ấy, thì mình sẽ vận động nó rất là chuẩn, chính xác. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà các bạn để số cao thì khi mà nó vặn ga thì nó vút lên cũng rất là nhanh. Hoặc là đạp trợ lực điện nó vút lên rất là nhanh. Cho nên là các bạn kiểm soát nó bằng một cách nào đấy thì phải hiểu về cái xe của mình. Đó. Còn thì ví dụ như các bạn muốn bật đèn. Các bạn bật đèn đây, bạn bấm giữ nút ở bên trên này nhá. Ở bên trên tay trái các bạn ấy thì đèn đây, đèn sáng rất là sáng này. Đấy, vậy thôi. Chiếc xe này thì quá là ok rồi. Các bạn có thể là đạp như xe đạp thể dục bình thường. Đấy, các bạn về số 0 thì nó hiểu là mình đang đạp như xe đạp bình thường. Và các bạn lên số 1 thì nó bắt đầu trợ lực điện. Đấy, và các bạn mà muốn vặn ga thì các bạn không cần đạp nữa. Các bạn cứ vặn ga này thôi là nó đi. Đấy, rất là hay. Đấy, tức là nó có 3 chế độ đúng không? Ok nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Xe Đạp Điện Trợ Lực Channel. Một kênh chuyên review về những xe nổi tiếng trên thế giới và mang đến cho các bạn nhiều xe với nhiều phân khúc, với nhiều ngân sách để các bạn lựa chọn phù hợp, với chế độ bảo hành cực kỳ uy tín luôn, 15 tháng tất cả các lỗi nhà sản xuất, và bảo trì bảo dưỡng miễn phí trọn đời tại hai cửa hàng ở 409 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, và 243-1-22B Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Mình rất là mong các bạn có thể đến để giao lưu chia sẻ, cũng như là có những cái thông tin để góp ý cho bên mình ngày càng hoàn thiện hơn về tiêu chuẩn bán hàng, cũng như là cái phong cách phục vụ và những cái mà về dịch vụ bảo hành và hậu mãi sau bán hàng. Ok, cảm ơn các bạn.